Xin chào các bạn, hôm nay trang sức em và tôi xin giới thiệu tới các bạn sản phẩm nhẫn nữ thời trang phong cách. Nhẫn nữ thời trang phong cách tạo điểm nhấn cho đôi tay của phái đẹp, không có ủ nhẫn cao nhưng vẫn tạo cảm giác nữ tính và độc đáo. Từng chi tiết kết hợp hài hòa càng tạo sức hút với người nhìn. Nhẫn nữ thời trang phong cách phù hợp với nhiều độ tuổi. Sản phẩm được bảo hành uy tín, giao hàng toàn quốc, nhận đặt chế tác theo yêu cầu. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nhớ like, chia sẻ và ấn đăng ký kênh để nhận thông báo khi có video mới nhất. Nếu có góp ý hay bất kỳ câu hỏi nào, hãy để lại bình luận bên dưới. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Em và tôi trao trọn niềm tin, đồng hành cùng bạn.